Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Có thể nói ở thời điểm hiện tại là Phi Nhung chưa bao giờ mà có gặp sóng gió nhiều như thời điểm hiện tại. Hiện tại thì ca sĩ Phi Nhung phải đón nhận hàng loạt những cái ồn ào tới tấp, và sau khi có những loạt nghi vấn rằng là cô đứng sau thao túng và đánh sập các trang tin nhóm bất lợi cho mình, thì mới đây thì ca sĩ Phi Nhung tiếp tục dính vào ồn ào là chèn ép con nuôi và không minh bạch trong cái chuyện từ thiện. Có thể thấy là sau cái ồn ào của nghệ sĩ Hoài Linh thì ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ bị gọi tên với hàng loạt những nghi vấn. Mọi chuyện xuất phát từ việc một tài khoản đã tố cô chưa giải trình số từ thiện kêu gọi vào năm 2020. Mới đây thì một số người hâm mộ đã kêu gọi công bằng cho Hồ Văn Cường, bởi họ cho rằng là sau khi đoạt được giải quán quân Việt Nam Idol Kids vào năm 2016 thì Hồ Văn Cường đã được Phi Nhung nhận nuôi nhưng lại không có một cuộc sống tốt. Cụ thể là họ đã so sánh Phương Mỹ Chi khi cô bé được học ở trường quốc tế, mua nhà xe cho bố mẹ thời nhờ từ thu nhập đi hát, thì Hồ Văn Cường bất ngờ tiết lộ không biết rõ về cái C. Thì cái này là họ có khán giả hoặc có một sự so sánh về Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường, thì đó là hai hiện tượng nhỏ và hát rất là hay. Trong khi là Phương Mỹ Chi có nhà, có xe, có tiền các kiểu, thì Hồ Văn Cường lại báo là không biết rõ về tiền cái C. Thì đặt một cái nghi vấn là có thể là bên này đã áp bức hoặc là số tiền cái C nó sẽ bị không được đến cậu, không được biết, hoặc là nó đi đâu á. Và sau đó thì mạng xã hội đã xôn xao cái đoạn trò chuyện giữa Hồ Văn Cường và một người lạ. Trong đó thì tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường đã bày tỏ là quyết tâm là muốn tách khỏi Phi Nhung, thậm chí là tỏ cái thái độ bức xúc khi sống chung với mẹ nuôi. Chưa hết thì ca sĩ Di Mạnh mới đây cũng ngầm ám chỉ là cô suối anh chửi một doanh nhân khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Cái doanh nhân đó các bạn biết là Phương Hằng á. Và loạt ồn ào này thì Phi Nhung đã đón nhận hàng loạt những cái tranh cãi từ phía khán giả, bởi từ trước đến nay thì cô chính là nữ ca sĩ được yêu mến bởi cái lối sống rất là đẹp, chăm chỉ làm từ thiện và nuôi rất là nhiều trẻ em mồ côi. Chính vì việc khán giả từ yêu thành ghét đã khiến cho tên tuổi của Phi Nhung bị ảnh hưởng khá là nghiêm trọng. Và sau những hàng loạt những cái ồn ào cùng lúc thì thay vì chọn cách im lặng thì nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng vì không muốn sự việc này nó bị đẩy đi quá xa. Cô nói là Phi Nhung sống ngẩng cao đầu và cách giải quyết của Phi Nhung là chỉ tin những cái gì có thể đối chấp trực tiếp. Nếu cuộc điện đàm đó đang nói về Phi Nhung thì Nhung đề nghị ba mặt một lời và có bằng chứng cụ thể. Song song với đó thì với chuyện ồn ào từ thiện thì Phi Nhung cũng có những cái phản hồi rõ ràng rành rành, như là Phi Nhung cũng không có trách nhiệm phải giải trình, giải bày việc mình làm cũng như là những người với những người không liên quan. Điều Nhung lo ngại là những người Nhung thực hiện công việc thiện nguyện, những cái nhà hảo tâm đóng góp và những sư cô giúp chăm sóc các con có những cái lăng tăng về những cái việc mình làm. Đến nay thì những người trong cô còn chưa lên tiếng, thì lý do gì để Phi Nhung phải trình bày giải trình về cái việc của mình? Tất nhiên là khi những cái người có liên quan, Nhung cần phải làm việc đó. Tất nhiên là khi những cái người có liên quan cần Nhung phải làm việc đó thì Nhung chắc chắn sẽ nói rõ ràng mạch lạc. Thì Phi Nhung có quan điểm rất rõ ràng, tức là những người trong cuộc, những cái người có đóng góp và những cái người làm trong từ thiện đó, khi mà họ có yêu cầu kêu Phi Nhung là phải giải trình số tiền đó thì Phi Nhung sẽ ngay lập tức giải trình số tiền đó. Còn những cái cư dân mạng rồi những cái người mà cạo phím các kiểu thì khi mà có yêu cầu đó thì Phi Nhung sẽ từ chối, vì họ là những người không liên quan và họ thực sự Nhung không có cái trách nhiệm mà gọi là phải giải trình cho tất cả mọi người, và Nhung chỉ có trách nhiệm giải trình cho những người có liên quan mà thôi. Đây là một cái quan điểm khá là rõ ràng là mạch sẽ, và cái quan điểm này sẽ không bị bắt bẻ bởi cư dân mạng. Khi mà chúng ta đối với những cư dân mạng, những người không liên quan á, thì họ kiểu gì họ cũng bắt bẻ được, các bạn nói thế nào cũng kiểu gì làm dâu trăm họ, nó là kiểu gì cũng bị chửi hết đó. Vì thế là cái cách này nó khá là hay, chỉ giải thích và giải quyết cho những cái trường hợp gọi là có liên quan đến cái vấn đề từ thiện của Phi Nhung đang làm thôi, còn những người bên ngoài thì Nhung không có trách nhiệm giải thích. Và nói về ồn ào với con nuôi Hoàng Cường thì Phi Nhung chia sẻ: tôi không cho phép ai xúi bậy các con tôi làm sai và làm trái với lương tâm của mình. Tôi không sợ các bạn phá tôi, chửi tôi, thậm chí là hạ nhục tôi. Tôi vẫn cười, vẫn lên sân khấu hát. Còn xúi con tôi làm bậy thì dù con có làm sai với tôi đi nữa, tôi cũng không vì vậy mà bỏ rơi các con. Phi Nhung tâm sự như vậy.
Và trước ông Hào bị chèn ép thì Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng là nam ca sĩ sắc nhận là nội dung tin nhắn bức xúc với mẹ nuôi Phi Nhung là vợ mình trò chuyện với một khán giả. Tuy nhiên thì anh nói là khoảng thời gian đó bản thân gặp khá là nhiều áp lực và bức xúc gì đó nên thể hiện ra như vậy. Hiện tại thì tôi với mẹ Phi Nhung đang sống trong một nhà rất là hòa hợp và không có chuyện gì xảy ra hết. Việc tôi có những cái lời lẽ không kiểm soát được thì tôi xin nhận lỗi với mẹ Phi Nhung. Riêng cái chuyện của Duy Mạnh thì Phi Nhung đã lên tiếng phản hồi. Nữ ca sĩ khẳng định mình chỉ là người bình thường, không có năng lực chỉ đạo người khác. Hiện tại thì cái sự việc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng thực sự đây có thể gọi là một khoảng thời gian Phi Nhung gặp khá là nhiều sóng gió, trong khi đang có một cuộc sống yên bình trước đó. Và các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này của ca sĩ Phi Nhung? Mời các bạn để lại bình luận bên dưới phần video để chúng ta cùng thảo luận thêm với nhau nha. Thì video hôm nay kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.